Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao của bác sĩ Dương. Trong chuyên mục tin tức hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái việc Bộ Nông nghiệp ra công điện khẩn về việc cúm gia cầm diễn biến phức tạp ở nước ta. Ngày 8 tháng 9 năm 2020, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành công điện khẩn gửi các chủ tịch ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát phòng chống dịch cúm gia cầm lây lan trên diện rộng. Theo đó, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo các sở, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm theo đúng luật thú y, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đối với địa phương có ổ dịch cúm gia cầm nhưng chưa qua 21 ngày, cần tập trung mọi nguồn lực tổ chức để kiểm soát, không để dịch cúm gia cầm tái phát, lây lan trên diện rộng. Rà soát, tổ chức tiêm vaccine cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu trên 80% tổng đàn có nguy cơ và thuộc đối tượng tiêm phòng. Thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho các đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng. Lưu ý, hiện nay có đủ số lượng và chủng loại vaccine cúm gia cầm đảm bảo chất lượng và phòng bệnh có hiệu quả. Hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, tổ chức tháng tổng vệ sinh, tổ chức triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với virus cúm gia cầm chủng AH5N1 và AH5N6, chỉ đạo các lực lượng của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả địa phương tổ chức ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt đối với trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng nhận định nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao. Tổng đàn gia cầm Việt Nam hiện nay rất lớn, đạt gần 500 triệu con, mật độ chăn nuôi cao. Tỷ lệ gia cầm được tiêm vaccine phòng bệnh cúm đạt thấp, nhất là đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Kết quả chủ động lấy mẫu giám sát xét nghiệm tỷ lệ lưu hành của virus cúm AH5N1 và cúm AH5N6 là rất cao. Cá biệt có nơi tỷ lệ lưu hành trên 13%, trong 100 mẫu gia cầm xét nghiệm có 13 mẫu dương tính với virus cúm. Điều kiện thời tiết thay đổi bất lợi, mưa nhiều, chuyển lạnh tại các tỉnh khu vực phía Bắc. Nhu cầu vận chuyển tiêu thụ trong các tháng cuối năm tăng cao và giết mổ nhỏ lẻ rất phổ biến. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2020 đến nay có tổng cộng 67 ổ dịch cúm xảy ra tại 67 xã, 45 huyện của 24 tỉnh, thành phố. Số ổ dịch tăng gấp 2, số gia cầm buộc tiêu hủy tăng gấp 3 lần. Hiện nay, cả nước có 10 ổ dịch phát sinh tại 9 tỉnh, thành phố và có ổ dịch cúm gia cầm nhưng chưa qua 21 ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video tin tức này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.